vắn tắt thôi, mình đọc mình có thể thấy được cái nội dung thôi, chứ còn cái duyên sự ấy, cái duyên sự thì trong đó không có nói. Thì trong Chánh Tạng chỉ ghi rằng là Đức Phật Ca Diếp, tức là Đức Thế Tôn trước Phật mình ấy, Ngài đã thuyết giảng cái kinh đó cho một người nào đó, chỉ vậy thôi. Trong chú giải nói cho chúng ta biết cặn kẽ như thế này, tức là thời Đức Phật ấy, Đức Phật Thích Ca mình ấy, có một ông đạo sĩ có hàng trăm đệ tử tu trong rừng ấy, và mấy trăm thầy trò đó là coi như là theo cái trường phái ăn chay, để gọi là từ chối tất cả những cái món ăn mà có nguồn gốc động vật, như là cá, tôm, heo, bò rồi đó, dê, cừu là không ăn. Nói chung là tất cả những thức ăn mà có nguồn gốc động vật là không ăn. Rồi một ngày kia thì ông này, ông đạo sĩ, ông sư phụ này nè, ông tình cờ mới gặp được một cái nhóm người Phật tử, nghe họ nhắc tới cái chữ Phật, nghe nói nhắc tới chữ Phật, thì ông do cái túc duyên tu hành nhiều đời đó, ông nghe tới cái chữ Đức Phật đó thì ông chấn động, Ông nói rằng nếu mà đúng là có một người mà được gọi là Đức Phật như vậy thì sống chết thì mình cũng phải tới mình gặp. Mà khoan, cái vị này ăn uống làm sao vậy? Vị này ăn uống làm sao vậy? Thì ổng là ổng coi nặng cái vụ mà chay mặn lắm. Thì mấy cái người Phật tử đó họ nói là họ thì Đức Thế Tôn thì đi khất thực, tùy duyên, thì cúng cái gì thì người dùng cái đó. Thì ông này ông nghe ông sốc ghê lắm, Ông nói lạ, Phật là cái bậc mà coi như là đại trí đại từ, mà tại sao mà có thể mà dùng thức ăn mình có nguồn gốc động vật được, cũng khó chịu lắm. Nhưng mà rồi thì cái túc duyên đấy thôi thúc ổng tìm tới gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới kể làm cho nghe, cho ổng nghe cái chuyện xưa, nói rằng không phải hôm nay Như Lai mới gặp người giống như ông, mà trước Như Lai nó là một Đức Phật quá khứ cũng đã gặp một người giống như ông vậy đó. Và cái chuyện nó như thế này, tức là trong cái trái đất này của mình là có 5 vị Phật. Thì cái vị đầu tiên là Phật Ca Cú Sanh Thá, tạo âm là Cù Lu Tôn, ngày ra đời ngày Hoàng Pháp, xong là ngày Viên Tịch. Thì cái vị tiếp theo là Phật Cô Na Cam Anh á, tức là Câu Na Hà Mâu Ni. Cái vị thứ ba nó là Phật Kaspá, tức là Phật Ca Diếp. Phật thứ tư là Phật Sakyamuni, tức là Thích Ca Mâu Ni đó, Phật Gautama Cậu Đàm ấy. Rồi cái vị thứ năm là sẽ ra đời, đó là Mettayo Di Lạc. Nghĩa là Đức Phật mình là vị thứ tư trong trái đất. Thì đời Phật Ca Diếp ấy, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình ấy, trước khi xuất gia thành đạo ấy, Ngài là một ông hoàng dòng dõi vua chúa. Còn Đức Phật chư Phật quá khứ đó, nhiều vị có cái xuất thân khác nhau hết, Thì chúng ta biết đó là khi mà Đức Phật Ca Diếp mà đi xuất gia đó, lúc mà trước khi Ngài ra đời đó, thì khi mà Ngài vừa ra đời thì vua cha ông thân phụ của Ngài đó cũng mời, người ta tới coi tướng, và người ta đoán trước là Ngài sẽ là thành một vị Phật. Cho nên là có nhiều người khi mà nghe được cái đây đang giảng kinh thế này. Thì khi mà Ngài Đức Phật Thích Ca mình ra đời đó, thì chào đời thì cũng được phụ dương cho người coi tướng và báo trước Ngài sẽ thành Phật. Thì Phật Ca Diếp cũng vậy, khi mà chào đời thì cũng được mọi người biết căn cứ theo lời của mình thầy bói á, thì biết trước Ngài sẽ Phật, cho nên rất là nhiều người đi xuất gia để mà chờ gặp Ngài. Thì trong số người đi xuất gia để chờ gặp có một cái ông đó là công tử, ông tên là Tiết Sát. Ông đi tu trước, ông chờ. Giống như mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình thì ngày có ngày Kiều Trần Như đó, ngày Trần Như xuất gia trước mấy chục năm, xuất gia trước mấy chục năm để ngồi chờ. Thì bên kia cũng vậy. Thì ngày cái công tử Tiết Xá này đi xuất gia thời gian thì chuyện nó vắn tắt thôi, là được biết rằng Đức Phật Ca Diếp đã thành đạo. Thì cái ông công tử Tiết Xá này cũng tới, ông gặp Ngài, nhưng mà ông cũng theo cái trường phái ăn chay, coi nặng chuyện ăn chay lắm, coi nặng lắm. Thì ông tới, ông gặp Ngài, thì trước khi ông tới ông cũng có tìm hiểu. Thì ông nghe nói là Đức Phật Ca Diếp là cũng thọ thực tùy duyên. Thì cái ông Tiết Xá này ông sốc dữ lắm, bởi vì ông thì ông biết là Ngài theo cái tướng số mà ông biết thì Ngài là thành Phật mà. Mà tại sao mà bây giờ mà Ngài lại có thể thọ thực mua những cái món ăn mà có nguồn gốc động vật như vậy đó. Rất là khó chịu. Rồi khi ông tới gặp Ngài thì theo Đức Chú Giải nói đó, thì Đức Phật hôm đó có người cúng dường cho Đức Phật Ca Diếp một cái món cháo, và nhiều cái món ăn khác. Thì khi Đức Phật Ca Diếp nhìn thấy cái ông công tử Tiết Xá này, lúc ông đã đi xuất gia rồi, thì ông tới thì ông đang quan sát coi Ngài thọ thực như thế nào, độ ngọ như thế nào. Độ ngọ tức là ăn trưa đó. Thấy Ngài độ ngọ mà Ngài cầm một cái miếng thịt lên, ông sốc ghê lắm, ông sốc lắm. Ông Tiết Xá ông thấy ông sốc lắm. Thì lúc đó sau khi Ngài dùng xong rồi, ông mới lại ông hỏi, một người đại trí đại bi như Ngài mà tại sao có thể dùng thực phẩm như vậy? Cái món đó là món bất tịnh mà, bất tịnh. Thì Đức Phật Ca Diếp mới giải thích rồi đó, bài kinh mình thấy đó. Ngài nói rằng cái món ăn mà cái nguồn gốc động vật đó, nó chưa hẳn là bất tịnh. Cái bất tịnh là khi nào mà người ta vì làm cái chuyện tội lỗi đó, sát sinh trộm cắp mới có được cái món ăn đó, đó là món ăn tội lỗi. Và cái người mà tiêu thụ ấy cũng là cái người không có tu hành gì hết, thì cái đó mới là tội lỗi. Vậy cái món ăn tội lỗi nó gồm hai trường hợp. Một là cái nguồn gốc của nó là từ cái chuyện mà sát sinh trộm cắp, hại người hại vật mà ra. Đó là cái thứ nhất, nó được gọi là bất tịnh. Thứ hai nữa đó là cái người mà thọ dụng ấy, lại là người mà sống bằng cái tâm gian ác bất thiện, tham sân si. Thì như vậy cái món ăn đó mới được gọi là món ăn bất tịnh. Còn nếu mà một cái nguồn gốc của nó là không thanh tịnh, nhưng mà cái người ăn là cái người thanh tịnh, thì cái món ăn đó cũng vẫn được kể là thanh tịnh. Thanh tịnh nghĩa là gì? Là cái món ăn này không phải có được là từ cái chuyện mà lừa đảo, gian trá, tham sân si. Đây là cái món ăn mà được cái người tu tập, cái người có trí, có bi, có nhẫn, có thiền, họ thọ dụng nữa, thì cái đó không phải là món ăn tịnh. Nhớ cái đó. Thì đương nhiên là trong cái room này cũng có nhiều người không đồng ý với chúng tôi. Các vị nghĩ rằng là mình không có ăn thì người ta lấy gì để giết, đúng. Đó, cái suy nghĩ, cái lập luận nó rất là đúng. Và hỏi tôi về cái quan điểm chay mặn thì tôi cũng nói thẳng là tôi là ông sư Nam truyền, nhưng mà tôi cũng nói thẳng là tôi khích lệ cái gì ăn chay trong trường hợp như thế này. Nếu chùa có nhà bếp, chùa có người nấu ăn, có người đi chợ, có nhà bếp, có người nấu ăn, có người đi chợ, thì chúng ta nên ăn chay. Còn trường hợp nếu mà một cái vị tăng mà đi khất thực thì phải tùy duyên, là bởi vì nhiều khi cả buổi như vậy người ta chỉ cho đúng một cái chén cơm chiên. Cái chuyện này có. Các vị coi video rồi coi trên cái clip trên internet, các vị thấy toàn là lễ lộc, bà con cúng lễ phẩm thức ăn đầy ắp, rồi bà con cứ tưởng là đi bác là toàn như vậy. Không, xin thưa, có phải như vậy đâu. Cái đó là lễ đó. Chứ còn nếu mà bà con có tiếp xúc với gọi là chữ tăng, các sư quốc giáo ấy, hoặc là ngày xưa Việt Nam mình có ngày Ẩn Lâm, ngày Thiện Thánh, ngày Pháp Minh, ngày Giới Hương, ngày Hộ Nhẫn chẳng hạn, các vị có tiếp xúc và nhìn vào cái bát khất thực của các vị đó, các vị phải thấy khiếp, là nhiều khi cũng cái xóm đó mà nhầm cái bữa mưa đó, cái số người để bán nó ít đi, hoặc là nhầm cái bữa mà người ta đi vắng cái nhà đó. Bình thường mình đi được nguyên một cái xóm đó là 72, 81 cái nhà, mà bữa nay nó xui, mấy cái nhà đó nó bận rộn gì ai biết, hoặc là bữa đó là chuyện gì đó mà lý do là sao đó mình thức ăn nó mới nhiều. Rồi có nhiều khi thì người ta không có để như mọi hôm ấy, có trường hợp đó nhiều lắm. Rồi bản thân tôi ở Việt Nam tôi cũng đã từng đi bác, tôi ở Dòng Ông Tố hoặc là ở quận 8 chùa Diệu Pháp, tôi có từng đi bác ở còn trẻ đó. Các vị biết họ cho ăn cái gì không? Có nghĩa là cái ôm bác ra đầu ngõ là họ để vô cho tôi lon gạo trước này. Có một bữa thì họ để 3-4 miếng tàu hũ, có bữa để lon gạo, rồi xong lát sau nó đi nó cho tàu hũ, rồi nó cho khúc bánh mì, rồi cho xôi. Mà cái ông kia cũng vừa để gói xôi vô đó là ông nhân ấy, ông đổ cái lon gạo lên đó, cái đó có thiệt. Cái gói xôi của ông kia ông nhân rất là ngon, nhưng mà ông kia ông mới đổ cái gạo lên. Rồi cái là đi qua bên chỗ kia là bà Cúc, bà Đào, bà Yến, bà Loan gì đó, ta mới liền tàu hũ chiên vô, nó dính gạo tùm lum, nhưng nó dính vào cái cáp ấy. Rồi bánh mì, rồi hũ chao đỏ, chứ phải xài cái chữ bỏ, chữ liền cũng đúng rồi, chứ không phải xài họ đâu có nhẹ tay họ cứ thảy vô vậy đó. Cho nên đem về ta nói miếng tàu hũ ngon thiệt là ngon, miếng xôi ngon thiệt là ngon, mà nó dính gạo ở trong đó rồi mới ngồi gỡ thổi phù phù mới ăn được, ví dụ như vậy, khổ lắm. Thì nếu mà đi bác á, nhiều bữa nó đầy đủ, cái gì bữa nó xui á, nó có chừng món hay món thôi, gạo với hũ bánh, một viên khúc bánh mì thôi, ví dụ như vậy. Cho nên tôi chủ trương là tôi khích lệ ăn chay nếu mà có điều kiện, còn nếu mà không có điều kiện thì tùy duyên nha. Bây giờ tôi quay lại cái nội dung của cái gì bài kinh này nè. Đúng là mình không có nên ăn mặn để mà tiếp tay cho người ta sát sinh, nhưng cũng không nên dựa vào cái thực đơn của mình rồi mình là coi thường mấy người mà không có ăn chay thì cũng không nên nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Tôi nói rõ ràng, tôi nói tất cả là 4 cái gạch đầu dòng. Cái gạch đầu dòng thứ nhất, tôi chủ trương là kêu gọi khuyến khích ăn chay. Gạch đầu dòng thứ hai, trong trường hợp tùy duyên thì chuyện này, cái chuyện chay mặn không quan trọng. Chuyện thứ ba, ăn chay là vì cái lòng đại bi, ăn chay vì cái lý do sức khỏe, ăn chay là vì cái sự đạm bạc của người tu thì rất là tốt. Tuy nhiên mình dựa vào cái chuyện ăn uống của mình rồi mình bài xích người khác bằng cái tâm sân si, là khinh bỉ, chà đạp, biếm nhẹ, phỉ báng, tổn thương thì không nên nha. Không nên. Cái vị nghĩ sao nếu mà người ta đi tu thiền sao về ta chửi hết mấy người không tu thiền gì, có chịu nổi không? Rồi nó đi học giáo lý sao về để chửi hết mấy người không học giáo lý, vì chịu nổi không? Rồi vô chùa thọ bắt quan trai xong rồi về chửi hết mấy người không chịu thọ bắt quan trai, có chịu nổi không? Rồi vô chùa cúng đâu mớ tiền xong xây qua chửi hết mấy người không có cúng, vì nghĩ có chịu nổi không? Nói chung là tất cả các công đức, tất cả các hạnh tu, ai làm được thì tốt. Còn người ta làm được là chuyện của người ta, còn mình làm được là chuyện của mình. Mình không nên mà dựa vào cái chuyện mình có làm rồi mình bài xích, mình chà đạp, mình khinh bỉ, mình biếm nhẹ, mình tổn thương, mình xúc phạm người khác là mới nên. Đời đạo đều như vậy hết nha. Mình có cái bằng đại học cái mình chửi mấy người không có bằng đại học là dốt, đúng không? Rồi mình không uống rượu mình chửi mấy cái người uống rượu, mình không hút thuốc mình chửi mấy người hút thuốc, không? Rồi mình là coi như là một vợ một chồng mình chửi mấy người mà ly hôn tái giá, rồi sao? Nó không có nên. Đời ai nấy lo nha, đời nấy lo. Thì cái nội dung bài kinh này đó, thì cái thực đơn mà trên bàn ấy nó không có quan trọng bằng cái thực đơn trong lòng của mình. Có nghĩa là mỗi ngày ấy mình sống nhiều với cái gì? Từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, thiền định, không? Hay là một ngày mình sống nhiều với cái tị hiềm, đố kỵ, không? Nhỏ mọn, toan tính, thù oán, hờn giận, không? Chia rẽ, phân biệt, kỳ thị. Thì tự mình coi mình ăn cái gì, đó là một chuyện. Nhưng mà cái tâm hồn của mình ấy, nó sống nhiều với cái gì, cái đó theo tôi và theo kinh nó quan trọng hơn. Cái chuyện mình ăn gì đó là mới một chuyện thôi, một phần thôi, mà cái quan trọng nhất là sau bữa ăn đó mình sống nhiều với cái gì mà tôi nhắc lại lần nữa, nói không khéo đó, nhiều người cứ tưởng lầm, cái tưởng lầm đó là tôi kêu gọi, tôi bảo vệ cái quan điểm ăn nặng thái, bị nghe kỹ lại nha, tôi kêu gọi là ăn chay. Nhưng mà tôi cũng theo kinh điển mà tôi kêu gọi cái tinh thần tùy duyên. Mình ăn chay mà mình tự gây cái bất tiện cho mình, tự gây cái khó khăn cho người khác thì có lẽ phải xét lại. Nhưng mà chuyện đặc biệt, chay hay mặn gì đều kiêng sát sinh, cái đây là chuyện bắt buộc nha. Chay hay mặn gì không được biết, chuyện đầu tiên là kiêng sát sinh, phải cấm sát, phải cấm sát, không có giết. Từ cái con ruồi, con mũi trở lên, cái là cái con gì mà mình thấy mình biết đó là chúng sinh là mình phải giết. Thí dụ như mấy con cháy, con rận, li ti, rít thích mình cũng không giết. Và tôi đã tận mắt thấy rất là nhiều người ăn chay có, ăn mặn có, thờ Phật có, pháp danh nha. Tôi thấy rồi, mới kia rồi tôi về nước tôi giảng ở Việt Nam này. 9 giờ sáng tôi giảng ở Đồng Nai, 9 giờ sáng thì mũi nó bay ngang, tôi ngồi tới trên tôi giảng tôi nhìn cho tôi thấy mũi nó bay ngang một cái cô phụ nữ, cô đưa tay cô đập chân chát rồi, đập vậy đây tỉnh bơ. Cái đó là bậy lắm nha, cái đó bậy lắm. Mình ăn ngọ, mình ăn chay rồi lên hết mà tưởng sao là mũi mình cứ làm lia này, vậy là không có được. Cái đó là không được. Cho nên cái quan trọng nhất là không có sát. Tôi nói bên chuyện ăn mặn nha, là dầu chay hay mặn chuyện đầu tiên là bất sát đấy, cái này bất sát rồi. Cái chuyện tiếp theo á, bất sát không, nó chưa có đủ. Ăn chay ăn mặn chưa có đủ là vì sao? Là vì cái thời gian mình ăn ấy, nó chỉ có 15 phút thôi không, mà một ngày đó là 24 tiếng. Thì bây giờ mình ăn chay ăn mặn mình tính được, ngoài cái giây phút mình ăn ra đó, bây giờ mình cho mình ăn chay gì mà, kiểu mà ăn thực dưỡng mà bài số 7 luôn á, không? Chẳng những ăn tàu hũ, ăn rau cải mà còn kiêng luôn cái dầu mỡ luôn, phải không? Kiêng luôn, ăn bài số 7 của thực dưỡng. Rồi sao? Xong bữa ăn rồi là bắt đầu mình sân si hờn giận, chửi người này, mắng người kia, hờn giận, căm ghét, kỳ thị, đố kỵ, toan tính, nhỏ mọn. Thì hỏi vậy chứ cái chuyện mà mình ăn chay lạc vậy đó, nó làm sao? Không, cái tự xét lại, không? Còn đằng này tùy duyên, mình tùy duyên, bất sát, nhớ nha, luôn luôn là bất sát, không có giết. Nhưng mà thức ăn là tùy duyên, không có kiếm đồ ngon để ăn nha, mới kiếm, nhưng mà tùy duyên. Sáng nay là mình nấu, tự mình nấu là phải nấu chay, nhưng mà thí dụ như tự nhiên có người bưng nó món mặn, mình cũng ngồi đang tính bơ, nhưng mà sau cái giờ ăn, nhất là lúc đang ăn, trong kinh ghi rất là rõ, cái này tôi biết, tôi nói cái này thì sau này biết trong nước mắt cái gì mà chống tôi quá trời của đó luôn, không? Kêu chữ tôi không còn non nước nữa hết này. Tại vì sao? Là vì có rất là nhiều vị đó là, cho tôi nói hơi kỳ nha, không có đọc sách ngoại ngữ, có đọc toàn mấy bản tiếng dịch, tiếng Việt không à. Rồi từ do đó bị hạn chế, có nhiều tài liệu không có được dịch ra, họ bị sốc, họ nghe lạ cái gì mà không giống họ chống. Có cái vị phương trưởng nghèo Vũng Tàu chống dữ lắm, vị đó thì cũng nghe người ta khen giỏi nhưng vị nó không có biết ngoại ngữ, cho nên là chỉ đọc được cái gì mà tiếng Việt thôi, trời khổ dữ lắm. Thì tôi đang giảng cái này bà con nghe, bà con chuẩn bị hết hồn này. Trong chủ giải nói rất rõ chỗ này, ăn chay mặn ấy, không quan trọng bằng cái chuyện ăn có quán tưởng không. Quán tưởng ấy, có nghĩa là một cái vị tăng mà khi mà cầm một cái ly nước, cầm một cái viên thuốc, không, khoác lên mình cái áo, không, ăn nè, mặc nè, không, bước chân vào một cái cốc, cái am ấy, đưa một miếng ăn lên miệng, lấy cái tay khoác cái áo lên mình, bỏ viên thuốc vô trong mồm, không, hay là bước chân vào cái am mà không có quán tưởng. Là quán tưởng là sao? Thí dụ như ăn ấy, thì biết rằng tại tâm niệm thế này, mình ăn này để mà có sức tu đó, phải niệm liên vậy, ăn này để có sức tu. Cái áo cũng vậy, khoác cái áo lên là biết cái áo này nè, giúp cho mình chịu đựng được với nắng gió lạnh lẽo, côn trùng, phải không, chích đốt, phải không? Và để mà có điều kiện tu học, lúc nào cũng phải lấy điều kiện tu học bỏ vô hết. Ăn mặc ở cũng vậy, cái trú xứ này đó là mình để có chỗ tu hành. Bước vô cái am mình phải nhớ vậy. Và trong chú giải ghi cái này mới ghê nè, nãy giờ tôi nói vòng vòng tôi chưa nói về cái này. Tức là trong chú giải nói lẽ ra tỳ kheo có 4 bất cộng trụ trong tầng lực mình đó, nhưng mà lẽ ra phải kể cái bất cộng trụ thứ 5. Một cái này tôi thấy khiếp. Bất cộng trụ 4 bất cộng trụ nghĩa là phạm rồi không có là tỳ kheo nữa đó. Không? Thì trong đó có một cái tội mà đáng được gọi là bất cộng trụ thứ 5, đó là ăn mà không quán tưởng. Tôi đọc cái tôi rất là sốc lắm luôn. Nhưng ngồi ngẫm là đúng, khi mà vị đó là sử dụng là các món nhu yếu mà không có chịu quán tưởng, mình nghe nó rất là nặng đúng không, nhưng mà ngồi ngẫm rồi khiếp thiệt. Khiếp. Không quán tưởng thì nó coi như cái pháp bất cộng trụ thứ 5. Ở đây thì các vị coi ra hỏi ông tăng nào mà đọc được bản Pali dò dùm hơn. Hồi xưa tôi nói giờ tôi ghét không thèm nói nữa, cho tự bơi đi, không? Nói làm chi? Nói rồi cứ để làm khó người ta vậy, không? Cứ để người ta làm khó cho nó đã, không? Chứ còn mà không đọc được rồi đi chống bán rồi. Coi cái nằm ở đâu. Thì là cái ăn mà không quán tưởng, y giáo mà không quán tưởng, bước vô a mà không quán tưởng, uống thuốc mà không quán tưởng, được kể lại bậc cùng trụ cái parajika gọi là panchama parajika, ghê như vậy này, cái đó mới quan trọng. Tôi nhắc lại ăn chay ăn mặn nó quan trọng, một cái chuyện anh là tu sĩ mà anh sử dụng 4 cái món này anh có quán tưởng gì không? Nó đọa là nó đọa cái chỗ ăn không quán tưởng, chứ không phải nó đọa chỗ anh ăn cái gì, à, bởi vì sau khi anh ăn, nãy tôi có nói bữa ăn có 10-15 phút rồi. Sau đó mà anh tu hành những ngon lành, học hành ngon lành thì đó là vấn đề. Mà anh ăn toàn là rau cải chay lạc, nhưng mà sao có gì 15 phút ăn đó là anh sống toàn là bất thiện không, cái đó mới mệt. Cái đó mới mệt là một chuyện. Chuyện thứ hai, anh ăn cái gì cũng cần quyết, nhưng mà anh là tu sĩ không? Mà lúc anh ăn không quán tưởng, cái đó nó là mệt rồi. Không? Thì những vị không có đọc bản Pali đó, thì nghe là rất là bàng hoàng, một sự kỳ đó. Nhưng mà thôi, không nói để tự quý vị tìm, tặng cho chửi mà, quý vị tiếp tục chửi tôi nha. Rồi. Chửi. Thì lúc bây giờ nó phải là chửi cá nhân nữa, mà nó là chửi một cái hệ thống giáo pháp. Mà mình đã lớn tuổi, mình phải chuẩn bị mà đường mình đi, mình không có nên vì cái cảm xúc cá nhân nha, rồi chống bán, sau đó rồi không có nghĩ đến đại cuộc, chỉ nghĩ đến cảm xúc cá nhân mà không nghĩ đến đại cuộc. Mà người ta cũng chọc ghẹo về mình chống cả một hệ thống giáo pháp thì cái đó cũng dữ dội á. Rồi thì tôi nhắc lại cái nội dung bài kinh này nói cái gì. Nội dung bài kinh này nói cái này. Chuyện đầu tiên là ăn cái gì ăn phải bất sát. Ăn cái gì ăn là phải có đại từ đại bi với chúng sinh. Ăn cái gì ăn nhưng mà không có làm cái chuyện hại người hại mình, nói chuyện hại người hại mình, nghĩ cái chuyện hại người hại mình. Nhớ ha. Chuyện nữa, ăn cái gì ăn nhưng mà người xuất gia phải quán tưởng. Này thì chúng ta thấy trong kinh vậy rất là rõ hai câu chuyện. Chuyện của ngài Ratthapāla, dịch cho tiếng Việt ra là Bảo Quốc. Ratthapāla là Bảo Quốc. Bảo Quốc. Thì khi mà ngài đi xuất gia rồi ngài về làng cũ, thì thấy có cái cô đệ tớ rồi cô đi chuyện dạy đó, tôi kể vắn tắt thôi. Thì có cái cô có bưng cái sách nguyên cái xô, mà tại vì ngài công tử mà ngài nhìn biết cái xô đó là cái xô đồ để đi nó bỏ đó, biết. Thì cái nhìn xô dơ hầy biết cậu, nói xin lỗi nha, chứ mình nhìn cái xô, cái nồi mình nấu cá heo á, mình nhìn mình biết. Thì cái nồi cái xô mà đựng đồ ăn như con người nó khác, còn cái thứ mà nó đựng rác, đựng đồ cho heo cho chó ăn, nó nhìn nó đồ nó khác, mà nhìn thì biết. Cho nên ngày nói với cô đó, cô ơi, cái đó nếu mà cô đổ bỏ đó thì thôi cô bỏ vô cái bát của tôi đi nha, bỏ vô bát rồi đọc đó tôi ấn luôn. Thì cô nghe mới đổ vô bát này, rồi gãy tiếp cái gốc cây ngồi dùng hết cái phần mà ngày nhảnh ấy. Tức là ngày kia cô đổ vô, mà kia ngày thấy được ra, ngày ta giấu lại chặn lại, rồi ngày kia cái gốc này ngày ngồi ngày dùng hết cái bát. Thì hỏi rung rung này, mình nói mình tu, mình thờ Phật, mình học đạo, cầu giải thoát, chán sanh tử, chứ có ai mà làm nổi gì đâu, đâu có nổi. Tức là cái tâm tư người ta phải đạt tới cái cảnh giới mà gọi như tứ đại giai không, nó lục căn thanh tịnh, không còn phân biệt đối đãi nhị nguyên, thì mới là có thể ăn được cái đó. Chứ còn lơ mơ là mình nghe hoặc là mình nhìn, nó là nghe kể là đỡ, rồi mình nhìn thấy người ta cầm dốc cái bát mà hấp chết luôn, không? Cái đó mới quan trọng. Cái chuyện thứ hai là chuyện ngày ma ca diếp. Ngày đi bác vô cái xóm cùi á, bác vô cái xóm phong cùi, thì có cái ông nó bị cùi coi như là ông run rẩy sao biết, mà cái lóng tay nó cũng cận lắm rồi, nó cũng cận ngày quá rồi, ông lẫy bẫy sao nó rớt nguyên cái lóng vô trong cái bình bát cả. Ngày đại bi mà, ngày đại bi mà ở ngoài đời người là đại gia. Cái trang trại của ngày lớn đến mức mà ngày không có đi bộ được, phải cưỡi ngựa, ở Mỹ có mấy cái range, mấy cái trang trại cũng phải đi bằng xe hơi. Người Mỹ họ cũng những trang trại lớn lắm. Thì người trang trại của ngày Maha Ca Diếp ngoài đời người tên là Big Pali, người đi xuất gia có tên Maha Ca Diếp, giàu sang nứt trứng ấy. Vậy đó mà đi tu rồi đó là lục thông tam minh bốn trí vô ngại nha. Vậy chứ mỗi ngày đi bác lựa xóm nghèo ngày đi, lựa lắm xóm nghèo ngày đi, vô xóm cùi lóng ngóng sao biết rớt cái lóng tay trong đó. Thì ngày về thì vì lòng đại bi mà, thì ngày về ngày không có để cho người ta biết, để cho biết là đừng để cho người ta thấy khó chịu, mà ngày có đâu có góp đâu ngại. Ngày về thì ngày lấy cái lóng ngày bỏ ra thôi, coi giống như một chiếc lá rớt vô bát mình vậy đó, coi như chiếc lá khô rớt vô, giờ mình không ăn cái lá lấy mình bỏ ra vậy đó. Hoặc là thí dụ mình cắn cái trái đậu bắp mà giờ cái phần nào không ăn thì mình liền vậy đó. Có nhiều khi có nhiều người nấu ăn họ xiên, họ cắt cái cuốn họ bỏ, cái họ làm biến họ để luôn cái cuốn họ luộc họ hấp, thì khi mình ăn mình thấy cái phần đó không được mình cắt mình bỏ. Đây cũng vậy, thì ngày về ngày cũng đem mình bát ra, thì ngày thấy cái phần nào cần bỏ thì ngày bỏ. Mà đây không có đề không phải là ngon dở, mà cái gì đó làm sao mà ăn cái thịt người được. Thế là ngày cầm cái lóng ngày bỏ ra, rồi ăn cái phần ngoài ra. Thì cái đó là những cái bài học rất là đẹp. Ở đây tôi không suối các vị ăn dơ nha, tôi không có suối nha, không suối ăn dơ nè, mà lại khích lệ quý vị ăn uống vệ sinh nè, không có suối các vị bạ cái gì dùng cái nấy nè, mà phải tùy cái sức khỏe mình mà ăn cho nó hợp lý nè. Nhưng có một điều là cũng tất cả là tùy duyên. Tùy duyên là thứ nhất thôi, điều kiện mình có được cái gì, thứ hai nữa là theo cái sức khỏe của mình mà mình tránh cái gì, ăn được cái gì, đó là cái tiêu chuẩn của người tu nha. Chứ còn cái chuyện ăn thì tôi nhắc lại, ngoài cái 15 phút của bạn ăn ra thì cái thời gian còn lại mình sống ra làm sao, cái đó mới là lớn chuyện. Thì nội dung bài kinh này nói như vậy, nội dung bài kinh này nói là ngoài cái giây phút ăn ra đó, mình sống làm sao, thì chính cái thời gian mà ngoài bữa ăn mình sống làm sao đó, chính cái kiểu cái thời gian đó mình sống kiểu gì đó, thì nó mới quyết định là cái món mình ăn vô á là sạch hay dơ. Đấy. Còn nếu mà mình ăn 15 phút mà ngoài 15 phút đó ra nó còn lại 20 mấy tiếng đồng hồ mình sống toàn là bất thiện không, thì khi mình sống toàn là bất thiện không thì trong 15 phút kia mình có ăn sương uống gió thì vẫn là ăn bất tịnh, vẫn là ăn uống bất tịnh. Còn nếu mà 15 phút đó mà mình gọi là chai mạnh tùy duyên, nhưng mà ngoài 15 phút đó ra đó mà mình là sống bằng từ bi, trí tuệ, kham nhẫn, thiền định, chánh niệm, thì mình ăn cái gì nó cũng là tịnh. Thì tôi nghĩ thì trừ ra những người cực đoan, chứ nếu bà con trong cái room này tỉnh táo, gọi là bình tĩnh khách quan chút xíu, bà con nghĩ có phải vậy. Vì thế tôi biết có nhiều người đó, tôi biết mà tôi thấy mặt luôn, ăn chay gì ăn ngọ luôn, mà lọc lừa gian ác mà hại người, tôi có thấy thiếu chân thật, thiếu từ bi, thiếu trí tuệ, thiếu kham nhẫn, tôi là thiếu toàn tập. Và tôi cũng đã từng gặp với người mà không có chay, không có ăn chay, tùy duyên. Tôi có gặp mà họ dễ thương, họ là cư sĩ mà họ dễ thương hơn một vị tu sĩ. Vị tu sĩ còn ngồi yên cho người ta nuôi, của cái người này tự đi làm, kiếm sống, mà về nó cư xử nó dễ thương. Trong số mấy người cư sĩ mà tôi biết đó, ở các châu lục ấy, Việt Nam có, châu Âu có, Mỹ có, gom là khoảng chừng 5-7 người vậy. Có nghĩa là họ dễ thương đến mức mà coi như là bây giờ mà họ tới xin ở chung với tôi là tôi gật đầu không có do dự. Xin ở chung không do dự. Dĩ nhiên hãy chỗ chặt tùm nới rộng ra để chia cho mọi người, dễ thương lắm luôn. Có ông cụ mới mất, ông Covid, mà tôi thương ông lắm lắm. Hồi đó tôi ở Houston, ông là cư sĩ mà coi như là có trí, có tâm từ, tham nhẫn. Ông đâu có phải hành giả mà ông sống chánh niệm, người sống ý tứ, cẩn thận, miên mật lắm. Mà biết nhau 26 năm rồi cuối cùng ông mất không Covid. Mà phải nói rằng nếu mà lúc có tôi tiếc mà tôi nói rồi, tôi đang Houston, lúc tôi về Florida tôi nói chứ phải mà bác về và ở tôi bên đó. Nó trời ơi, vợ con gì đâu đi đâu được. Rồi tới hồi sau này tôi làm Kalama đó, năm 19 tôi về tôi có gặp, tôi nói tôi đang làm Kalama, ước gì bác qua đó ở với tôi. Hai dòng bác đi cũng được, nó cô với bác đi tôi cũng quan hỷ. Ông nói trời ơi, nhà cửa bên Mỹ về sao qua rồi, muốn lắm. Tưởng sao tới hồi Covid ông đi mất, ông cũng thọ 90 mấy. Mà ổng thì không, ổng là không có chay với nhau, ông đó là coi như không có chay, nhà ổng là sát bên chợ Công ở Pele, Houston. Coi như cái con gì mà nó nằm ngửa là ổng ăn hết, là ông giờ đưa lưng trời là ổng ăn hết. Ổng bất sát, ông không có giết, nhưng mà ngoài chợ bán cái gì thì ổng ăn hết, ăn hết. Nhưng mà cái thực đơn tâm linh của ông thì rất là xuất sắc. Nhớ cái thực đơn tâm linh không? Tức là sau cái bữa ăn đó thì phải nói là ông là người không có thể che vào đâu được. Và tôi biết tầm này là khoảng 5-7 người như vậy. Châu Âu có, Việt Nam có, Mỹ có. Tôi thấy rõ ràng bên Úc thì chắc ông Kiên với ông Nhân thôi. Thì đại cái là họ ăn tùm lum hết á, nhưng mà rất là dễ thương. Nhưng mà ông kia giờ ông đổi hệ, ông chạy rồi, bắt đầu ông qua cái đạo khác là ông chạy. Nhưng mà đạo gì đạo, nhưng mà điều cái thực đơn mà tôi nói hoài, tôi nhấn mạnh trong bài giảng này, thực đơn mà ngoài bữa ăn, nghe kỳ không? Thực đơn mà ngoài bữa ăn thì cái thực đơn mới quan trọng. Còn cái thực đơn trong mâm ăn thì nó không quan trọng lắm, là vậy chỉ nó có 15 phút rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là trong kinh, trong luật kia rất là rõ, trong chú giải đó, người xuất gia ăn phải quán tưởng. Biết quán tưởng cái gì? Một là cái thực phẩm này, cái lá y này nó không có phải là chúng sinh, nó là bốn đại. Tha tứ mách tăng chỉ là bốn đại, nó không phải là vật bất tịnh. Nhưng mà khi nó chạm vào cái cơ thể này nè thì lập tức nó trở thành vật bất tịnh. Và thứ hai nữa là những cái vật, những cái món mà ta đã dùng hoặc đang dùng trong cái ngày nay đó, thì nó chỉ có tác dụng là hỗ trợ đời sống phạm hạnh. Hãy luôn luôn nhớ như vậy. Nếu trong lúc đang ăn, đang mặc mà không nhớ thì tối trước khi ngủ phải quán tưởng lần chót rồi mới ngủ, thì như vậy không có mắc nợ. Thứ nhất là không mắc nợ đàn na, và thứ hai là bản thân mình tại sao phải quán tưởng. Vì một cái người mà thường xuyên quán tưởng ít nhất một ngày 3 lần thì họ sẽ nhớ được cái trách nhiệm tu hành. Còn nếu mà ngoài 2 buổi công phu không có tụng kinh, 2 buổi công phu mà lại thiếu luôn mấy cái lần quán tưởng này thì mình không nhớ được trách nhiệm tu hành. Trách nhiệm tu hành là cái gì? Nó có nhiều cách lắm. Một là giới định tuệ, còn hai nữa là gì? Đó là pháp học, pháp hành. Pháp hành thì mới kể, pháp hành đầu đắc mới tính. Pháp học, pháp hành thì chỉ có cái người mà thường xuyên quán tưởng, và nói cho nó rốt ráo là cái người phải sống chánh niệm ấy, thì bớt được cái tội này, cái tội mà ăn quán tưởng, cái tội mà ăn không quán tưởng, cái tội nặng lắm. Thì trong chú giải nó là tội bất trụ thứ 5. Nhưng mà cái pháp bất trụ này nó hơi đặc biệt thế này, mấy bất trụ kia trong đời mình chỉ phạm có 1 lần thôi là xong, nhưng riêng cái bất trụ này nè, cứ mỗi lần mình ăn theo quán tưởng là có những phạm lành. Thì dĩ nó được kể là thứ 5 là bởi vì nó không có giống 4 cái kia, nhưng mà nó độc hại thì tương đương 4 cái kia. 4 cái kia khi mà vi phạm nó ảnh hưởng đời sống tinh thần ghê lắm. Thì cái này cũng vậy, khi mà cái người tu sĩ tăng ni sử dụng các cái món vật chất nhu yếu mà không có quán tưởng, 1-2 ngày lãng quên sơ ý thì thôi, nhưng mà nếu kéo dài một thời gian, ngày dài tháng rộng thì nó đúng là trọng tội, là bởi vì tự mình quên mất cái trách nhiệm tu hành. Đó là nói về chuyện quán tưởng. Còn đối với người cư sĩ thì làm gì thì làm, phải nhớ cái món mà mình ăn mỗi ngày nó có phải là do chánh mạng hay không, nó có phải là do chánh nghiệp hay không, cái đời sống của mình mỗi ngày có hại ai hay không, có hại đời mình kiếp này kiếp sau hay không. Đó là người cư sĩ, phải tránh mấy cái cách mà sinh kế tội lỗi, 5 năm cái sinh kế tà mạng. Cư sĩ, cư xuất gia ngoài cái chuyện mà tránh tà mạng ra, ngoài cái chuyện phải quan tâm đến tam tịnh nhục nữa, rồi 26 cái tà mạng nữa, thì còn phải là thường xuyên quán tưởng. Không phải thường xuyên mà luôn luôn quán tưởng, khi mà tiêu thụ các cái nhu cầu vật chất. Cái này rất là quan trọng, đúng không? Thì bài giảng này thì có thể nhiều người mong đợi chúng tôi sẽ giảng theo cái hướng mà các vị thích, nhưng mà ở đây thì tôi chỉ giảng một cách đại khái cho mà theo cái hướng phổ quát, chung in general cho mọi người, tất cả các hệ phái hoặc những người không phải là Phật tử cũng có thể nghe được. Tôi nhắc lại nha, cái nội dung bài kinh này nè kêu gọi chúng ta nên có cái thực đơn thứ hai ngoài bằng ăn đó, nói như vậy nhé. Nguyên cái bài kinh này có cái nội dung như vậy, nên có kêu gọi mình nên có một cái thực đơn thứ hai ngoài cái bữa ăn. Người ta thực đơn là trong bữa ăn, đúng không? Cho bữa ăn, trong bữa ăn và cho bữa ăn. Riêng cái bài kinh này kêu gọi mình nên có một thực đơn ngoài bữa ăn. Có nghĩa là ngoài đời người ta chỉ có biết ăn, có nghĩa là tiêu thụ thực phẩm qua đường miệng, tiêu thụ thực phẩm qua đường miệng gọi là ăn. Nhưng mà theo trong nhà Phật mình ấy, thì bất cứ cái gì mà mình nạp vào sáu căn mà nó nuôi dưỡng thân tâm thì được gọi là thực phẩm hết. Nhớ nha, cái đó là kinh ghi rất rõ. Ngoài đời thì cái gì mà những thức ăn nước uống mà tiêu thụ qua đường miệng để nuôi thân thể mới gọi là thực phẩm, không? Nhưng mà riêng trong kinh nói 6 trần, sắc sinh khí vị xúc, bất cứ cái nào mà mình nạp qua 6 căn để mà gọi là duy trì cái đời sống thân và tâm thì có điều gọi là thực phẩm. Thực phẩm trong kinh kể có 4, tức là thực phẩm cho tinh thần và thực phẩm cho thể xác. Thì cái thực phẩm cho thể xác thì dễ hiểu rồi, đó là những gì mình ăn uống nhai nuốt, gồm cả thuốc men cũng kể là thực phẩm cho thể xác. Nhưng mà riêng cái thực phẩm tinh thần, cái này mới mệt ra, nhiều khi mình quan tâm quá nhiều rồi sẽ cái thực đơn thể xác mình quên thực đơn tinh thần. Cái này là lạ mà mấy người ăn chay là không nghe họ nói, đặc biệt là cư sĩ, chứ họ cứ quan trọng cái thực đơn trong mâm ăn không, mà cái thực đơn mà ngoài mâm ăn, tức là những gì mà họ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tư duy, những gì mà nó trực tiếp tác động lên cái là thân xác và tinh thần của họ. Thí dụ như bây giờ mình ăn kiêng trên bàn ăn, mà ngoài cái lúc ăn kiêng ra đó, mình có uống, có ăn cái gì thêm mà hại cơ thể hay không, đó là một chuyện nha. Đó là một chuyện. Chứ tôi thấy có nhiều người ăn kiêng là ăn trên bàn ăn thôi, chứ ngoài bàn ăn là họ không có kiêng. Đó là thức ăn về chữ thức ăn cho thể xác. Còn thức ăn cho tinh thần thì sao? Ngoài cái 2 buổi công phu sớm chiều, ngoài cái giờ mà ngồi thiền, ngoài cái giờ mà nghe giảng, ngoài cái giờ đọc sách, thì mình sống bằng cái gì? Cái đời sống tinh thần mình á, mình nghĩ nhiều về cái gì, mình nghiêng nặng cái gì, mình thiên về cái gì, nghiêng về, thiên về, sống nặng về cái gì, cái đó là cái quan trọng. Chỉ còn nhiều khi mình nghĩ mình không có tóc, hoặc là mình là cư sĩ, ngày 2 buổi công phu là sáng tụng thời, chiều tụng thời, rồi xong, no, chết rồi, vậy là chết rồi. Bởi vì mình là một cái bệnh nhân trầm kha, mà đã nói là thuốc thì không bao giờ là thừa. Đương nhiên mình phải uống đúng cái liều lượng bác sĩ cho, nhưng mà mình không thể nói rằng sáng tôi uống lần, chiều uống lần đủ, không. Tùy bác sĩ phán bao nhiêu phải làm bao nhiêu. Chứ còn có phải mà nói rằng mình uống theo sở thích là không được. Chuyện tu hành y chang vậy. Cái tinh thần của mình nó cũng được nuôi dưỡng như là cái thể xác vậy. Cái thể xác nó khỏe hay là nó bệnh, tùy thuộc vào nhiều điều kiện, mà trong đó có cái chuyện là mình ăn gì uống gì. Thì cái tinh thần mình cũng vậy, mình thiện hay là ác, khổ hay là vui, là hoàn toàn là tùy thuộc vào những cái gì mà mình nạp vào trong cái tâm tư, cái tinh thần của mình. Cái phần này cũng là phần quan trọng này. Mà nói giờ cứ đè ba cái vụ mà ăn uống trên bàn ăn uống hoài, mà đưa cái kia nó quan tâm, cái kia mới quan trọng nha. Tôi nhắc lại lần nữa, quý vị, tôi nhắc cái này thế nào cũng cái đám mà mạng xã hội nó cũng chửi rồi, nhưng mà tôi chỗ này tôi cũng phải nói thiệt. Tôi cho cái vị ăn tiết canh, mỗi vị giả sử như cái vị ăn tiết canh, cái thời gian ăn tiết canh ăn nhiêu thì tôi đoán chừng chắc cũng bằng bữa ăn thôi, đúng không? Các vị ăn bò tái, ăn sushi, ăn tiết canh, đúng không? Ăn con đuông dừa, ăn ác vậy đó. Thí dụ như vậy, tuy nó tội lỗi thiệt, nhưng ngoài 15 phút ăn nó ra, quý vị là một cái người có tâm từ, có giới hạnh, có trí tuệ, có cảm nhẫn, thì tôi thấy hình như cái vị tu nhiều không? Ăn quý vị ăn thấy ghê lắm, ăn tội lỗi lắm, đúng. Nhưng mà ngoài cái giây phút ăn nó ra không, quý vị sống thiện lương, chánh niệm, trí tuệ, thiền định, thì tôi thấy hình như theo tôi nha hình như nó tốt hơn là cái người ăn uống chai tịnh, mà ngoài cái giờ ăn ra đó, thì xài không vô. Tôi nói tận cùng như vậy, nha. Thì tôi chốt lại, tôi không có khích lệ cái việc ăn uống một cách tội lỗi, nhưng mà giả định ấy, có ăn uống một cách tội lỗi thì nó chỉ mất 15 phút, trong khi cái thời gian mà ngoài cái bữa ăn nó tới mấy chục giờ đồng hồ. Cái đó nghĩ kỹ coi cái nào mình bỏ để bằng cân, coi cái nào nó nhiều nha. Nhưng mà đừng có đi đồn nói là ổng suối ăn tiết canh, ăn đuông dừa, ăn thịt tái, ăn sushi, không, tôi không có suối nha. Nhưng tôi giả định quý vị có gian ác mà trong bữa ăn ít ra nó cũng đỡ hơn là gian ác ngoài bữa ăn, bởi vì thời gian mà bữa ăn nó nhiều nha. Mà đa phần chúng ta thì cứ nhắm vô cái 15 phút bữa ăn thì chúng ta nói, chúng ta quên mất cái mấy chục tiếng còn lại thì không nghe ai nói tiếng nào hết. Nó là chống nhau sùm ấy, mà cứ chống nhau có 15 phút ăn thôi, mà tại sao không chống cái mấy chục tiếng còn lại kìa. 24 mà trừ 2 bữa ăn ra là mỗi 2 bữa ăn 15 phút, đúng không? Thì 2 bữa là nửa tiếng, thì 24 mà mình trừ nửa tiếng nó còn là 23 tiếng rưỡi. Đấy, cái phần mới quan trọng. Anh sống kiểu gì ấy, cái đó mới quan trọng. Mà không nghe ai nói vậy, cứ đè có nửa tiếng kia nói riết rồi đâm ra anh em chị em trở mặt, cùng thờ Phật mà không có ngó mặt nhau, rồi khinh bỉ, rồi căm ghét, bất mãn, mâu thuẫn, xung đột. Mà tưởng sao chỉ vì có nửa giờ đồng hồ đó, có đáng không? Có phải thông minh lắm không nha, nhớ ha. Cho nên tôi nhắc lại, ăn là phải nhớ chuyện đầu tiên là bất sát, thứ hai xem ăn nó là cái nhu cầu để mà hỗ trợ thân xác, lấy đó làm cái điều kiện tu hành, lấy cái thân này tu hành. Như trong kinh nói một người chết đuối rồi phải chụp tại cái gì dơ sạch đẹp xấu thích ghét không quan trọng, nếu là chụp được cái gì đó lội vô bờ. Thì một cái người mà chết đuối nhiều khi kẹt quá đó, gặp cái xác trôi, cũng phải chụp nó để mình nương nó vào bờ. Thì cái người mà tu hành mà đúng mức ấy, là họ phải nương vào là cái ăn cái mặc, viên thuốc, chỗ ở, coi nó giống như gọi là cuối cùng là nương vào cái thân này nè, coi nó giống như mình phải nương vào cái xác sinh đó, để mà đi vào bờ giải thoát. Người tu đúng là phải như vậy, người tu đúng là coi tất cả những cái nhu cầu vật chất trong ngày mà mình dùng tới đó, nó giống như cái xác chết trâu vậy đó, tức là mình dịnh nó đi vào bờ, không có một tí gì hưởng thụ trong chuyện ăn mặc ở hết. Đó là tu đúng. Coi cái thân này nè, nó là cái của tạm, thì đương nhiên có trong room có nhiều người không đồng ý, nó trời nói gì ghê, nói như vậy. Phải coi nó là cái xác chết trôi, rồi mình mượn nó để mình tu. Mà tại sao phải coi nó như vậy, là bởi vì mình cái người mà có khả năng coi cái thân này nó là cái xác trôi. Nó có 3 cái lợi. Lợi thứ nhất, mình không mất quá nhiều thời gian cho nó. Thứ hai, khả năng chịu đựng thị phi rất tốt. Thì mình đã coi nó là rác rồi đó, thì 3 cái thị phi là em lắm, chuyện nhỏ. Cái thứ ba nó khi mà trọng bệnh cận tử, mình vốn dĩ mình coi cái cục này không, cục thịt này không ra gì rồi, thì trong cái trận cận trọng bệnh cận tử mình cũng ra đi nó êm, không? Còn đằng này đó là mình dính mắc vào đó, không? coi trọng nó, hễ coi trọng cái cục thịt mấy chục ký này, thì gặp những cái thử thách trong đời sống chịu không nổi, nóng quá, lạnh quá, đói khát, rồi thị phi chịu không nổi. Rồi tới lúc mà trọng bệnh cận tử chịu không nổi. Còn bình thường mình đã vốn coi đó là cái của nợ, nó là gánh nặng, nó là cái bao rác, nó là cái xác chưa có chôn. Thường xuyên tâm niệm như vậy thì sẽ tu tập tốt hơn, sống tốt hơn và chết tốt hơn. Nhớ cái đó. Thì đây mới đúng là cái thực đơn của người tu hành này. Còn cái chuyện mà trên mâm ăn nãy tôi có nói đó, luôn luôn phải giữ giới bất sát, bắt buộc. Thờ Phật là phải bất sát, không được giết. Còn thức ăn là tùy duyên. Nhưng nhớ cái này, đừng có lạm dụng cái chữ tùy duyên. Nhiều khi mình không có giết nhưng mà mình kêu người khác, hoặc là mình không có kêu nhưng mình gợi ý, không có nên, cái đó là sai. Mình không có đòi hỏi nhưng mà mình tự mình không có sắm sửa nấu nướng, nhưng mình kêu người khác, hoặc là mình đòi hỏi, hoặc là mình gợi ý để cho có cái món mình ăn cũng không được. Cái tùy duyên phải hiểu như vậy đó, tức là tùy duyên là vậy đó. Chứ còn mà mình nói là tôi không có giết, nhưng mà ta đưa rồi tôi không từ chối, nhưng mà tới hồi truy ra đó là mình không có đòi nhưng mình gợi ý cái món đó là cái đó mình ăn. Và tại sao cái chuyện ăn uống nó không đáng gì, nhưng mà tại sao mà nãy giờ tôi cứ quay tới quay lui hoài? Bởi vì tôi nhắc lại, cái thức ăn chúng ta nó có hai, cái thức ăn cho thể xác và thức ăn cho tinh thần. Nhớ, thức ăn cho thể xác thì mình muốn thấy nó quan trọng hay không là tùy mình, nhưng có điều quan trọng chỗ này, ăn cái gì quan trọng, mà quan trọng chỗ là cái nguồn nào mình có nó. Thứ hai nó khi mình ăn đó, mình tâm niệm mình ăn đó, để mình nuôi cái mạng này, để có cái điều kiện tu học đó. Cái đó là thức ăn thể xác đó. Còn thức ăn cho tinh thần đó là ngoài nửa giờ đồng hồ của mỗi ngày, thì chúng ta phải luôn luôn nạp vào đầu mình là những cái vấn đề tu tập giáo pháp, buông bỏ, ly tham, vô dục, bất hại đó. Cái đó là cái quan trọng. Chứ còn mà cứ tập trung cái mâm ăn không mà quên là 20 mấy tiếng còn lại sống ra sao thì bất chấp, thì cái đó không nên nha. Thì đó là nội dung của bài kinh này. Thì tôi nhắc lại lần nữa, tất cả kinh điển là giống nhau ở điểm là tùy duyên. Tất cả kinh điển ấy giống nhau ở điểm là tùy duyên. Nội dung gì bàn sao, nhưng chữ đầu tiên là tùy duyên. Nghĩa là có những người hợp với bài kinh này nhưng mà không hợp với bài kinh kia, nó khổ vậy. Có nhiều người bữa nay mà vô nghe tôi bắt đầu vụ chai mặn là đã tắt máy đi mất tiêu đầu. Nhưng có những người cũng tò mò nghe, lắng nghe cái quan điểm mà chai mặn mà trong kinh điển ấy, chính thống ấy, không phải thầy bà bây giờ nói, mà trong kinh điển chính thống gọi là nguồn thông tin bậc một, và nguồn tin số 1 đó. Thì coi trong đó nói cái gì thì tôi chỉ cung cấp cho bà con tới đó thôi. Và chúc bà con một ngày vui và ngày chủ nhật sau.